Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam. Chị không có được chơi ăn gian với chị Banh Đa. Em thấy chị là chị chơi ăn gian lắm luôn á. Chị chơi ăn gian cực kỳ luôn á. Điếm đây. Thôi nè nè, chị ăn gian chị giỏi quá lưỡi chăng đi, số mệt quá à. Nhiều chị cá nè. Giờ chị cá điếm. Dạ chị làm gì nữa? Mỹ xin xây lại lấy nha. 1, 2, 3. Cờ cô qua cô Sila đi xin mì ta ta ta. Chị ta một cái, chị ta nhiều cái. Chị ta nhiều lần như bả luôn á. Ta 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 một cái thôi, ta luôn. Biết không, tại chị bị gian á. Chị đó, vậy là ai biết được nào đứng lại. Rồi bây giờ tới chị làm tiếp nghe. Rap đài đó. Rap. Cô cô qua cô si xin mì xin mì ta 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 ta. Chị vô tay, chị vô quay lại ai chơi vậy. Ê, có cái lã đạn nhúc nhích thì chị bắn nó, chị bắn nó. Trời ơi, dạ chị quay lại chị đếm đàng hoàng không? Chị chẳng nghe, quay lại. Dạ. Dò cô qua, bu, chị cần hơi gió cho nghe nè. Sami, Sumi, ta. Mèo nhúc nhích, chị thấy nè. Ôi, chị nhúc nhích, mèo nhúc nhích, mèo nhúc nhích, mèo nhúc nhích, mèo nhúc chị thấy, nè, đứng lại nè. Cái lúc chị quay lưng mà chị thấy mèo đang đi đi nè, chị thấy rõ ràng. Chị Banh Đa bà chơi gian quá mèo ơi, bà chơi bà bắn, nghĩ sao cái lá nhúc nhích mà bà cũng bắn cái lá luôn mèo. Chị cứ gian thì cũng chẳng đi. Cố tình giả bộ bắn cái lá cho mình sợ mình chạy rồi bắt mình á. Trời ơi, chị Banh Đa rõ ăn gian luôn mấy bạn. Ăn gian kiểu này làm sao mà chị Banh Đa thắng được cái 46 tỷ đâu mấy bạn. Ủa gì vậy, bụng có hả? Thôi chị gian ơi đàng hoàng nè. Thôi khỏi đi người. Thôi chị gian đàng hoàng hả? Chị muốn gian đàng hoàng. Hay là vậy đi mọi người, cả bầy tụi mình chơi á. Bây giờ em thấy cứ một người chăn, hai người chạy làm vậy thì làm sao mà đông được, đúng không? Với lại chúng ta làm gì có phần thưởng ở đây. À cũng đúng. Sao tôi mới nói phần thưởng cho chị đã đợi giờ tôi nói gì vậy? Không, không có thưởng cho chị Banh Đa. Chị nghĩ sao ở đây có ai được thưởng đâu mà chị đòi được thưởng? Ở đây vậy giờ em thắng là chị thưởng cho em không? Không. Chị thắng chị thưởng cho cưng nè, chị thưởng cho cưng nè. Ui, coi. Chị Banh Đa này biết đáo rỡ rồi nha. Ơi mèo, chị Banh Đa, hay là bây giờ tụi mình cùng nhau đi vô làng rủ mấy ông trong làng chơi đi mọi người. Hay là chúng ta cùng nhau rủ hết tất cả động vật trong Minecraft chơi cái trò đèn xanh đèn đỏ không? Ủa? Cô qua coi cho chồng người ta gì đó. Ê vậy được á nha. Ê càng đấm càng vui nghe. Chị nhớ mấy đồng nói nè. Em có ý kiến vậy. Ai mà tham gia thì một viên kim cương. Rồi người nào có hiệp gia súc thì mỗi con heo mỗi con gà sẽ được một viên kim cương nữa. Trời ơi mèo làm vậy. Mèo nói với tụi nó làm sao tụi nó chịu chơi. Tôi biết có một chỗ mà tất cả các động vật trong Minecraft đều đăng ký để chơi đó mèo. Có người chăn cho mình luôn. Rồi có phần thưởng không? Hình như là có đó mèo. Wow. Không phải người ta điếm ăn gian như bả đâu. Không có gì vậy? Tà đâu nghe mèo. Ai cũng đi đi gian chị cứ không tin. Vậy đi bởi coi đi. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi chơi nè. Chứ để chị Banh Đa điếm hoài một hồi nữa mình tức mình đấm vô cái mặt của bà. Chúng ta hoài sẽ bỏ bà chung kìa. Đáng chắc chắn đẹp xanh đẹp đỏ phiên bản không ăn gian đúng không? Đúng rồi, không ăn gian như chị Banh Đa. Đúng rồi, chị chơi đó chứ không bao giờ biết ăn gian là gì. Đã đến nơi rồi, mọi người chuẩn bị chưa? Ở trước mặt của tôi á, đó chính là cái bảng lựa chọn mức độ khó, dễ và Ê, mỗi mức độ này mình có thể có tiền nhiều hơn không? À, cái này là chơi thắng là tính sao mèo, chứ không vậy có kiếm tiền được đâu mèo ơi. Vậy đầu tiên tôi muốn chơi phiên bản khó nhất. Thôi, có mất công đồng nha, ta giống chị Banh Đa nữa. Đúng rồi. Mất công tụi đấm đánh đánh đánh. Gì vậy? Ê, bên đây không chơi đánh nhau, không chơi ăn gian. Trời đất ơi. Rồi, xong luôn, vậy chứ không chơi mức độ. Ê, cái này không có chơi ăn gian được, sao chị Banh Đa mới chơi? Chơi mức độ bình thường đi còn dễ thì quá dễ, mình đừng có chơi mèo. Vậy hả? Ở đây người ta cho mình chọn map luôn nè. Ồ. Đầu tiên là map dân làng. Ôi, có map ở dưới rồng Ender nữa nè mèo. Ôi, thật tối. Mình nói là con rồng Ender ra đếm nha. Địa ngục. Có map địa ngục nữa nè. Ôi, địa ngục. Ồ, vậy chúng ta cùng nhau bắt đầu với thế giới bình thường đi. Đúng rồi. Sau đó chúng ta chuyển qua địa ngục rồi sau đó chúng ta đi vô rồng Ender chịu không? Đây là thế giới trên mặt đất đó. Đúng rồi. Bây giờ bắt đầu nè mèo ơi. Rồi, bắt đầu nha. Chị Banh Đa bên trời. Ồ, đó là zombie. Gì vậy? Ủa, gì cây vậy? Ôi. Ủa, mình là zombie nè. Ôi, cái gì đây? Cái này nó để là relive red light thiệt luôn nè mọi người. Ủa, Golem là người chăn hả? Ừ, cái con Golem là người chăn. Ừ, nó quanh lại kìa. Con Golem nó ăn gan nó lắm á nha. Ở trên đó. Ai, làm sao biết cái nào đó? Trời. Trời ơi, tôi vừa đứng tôi giống với một cái con Golem nó chạy lên nó đấm vô mặt tôi luôn mèo. Trời ơi, tôi thấy nó đấm vô mặt ứ hận luôn hả? Đúng rồi, vừa giống biết chơi vậy. Chơi đồ dễ đi. Ờ khó quá, chơi đồ dễ đi. Chơi chăm dễ ngàn dễ đi. Chơi lại đi mọi người. Chơi lại nha. Ok, sẽ nhắc chơi lại. Bắt đầu nè. Đó, vừa vô chúng ta đây. Đây. Tôi là con Golem của nhà tôi là con zombie. Từ từ, đèn xanh. Đèn xanh sao mà chạy không? Rồi, xong, 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 xong. Xong, chị Banh Đa rồi. A ba người. Rồi. Cái gì vậy? Con này ba người cùng nhúc nhích á. Nó phải tới chung quách là phải rồi. Ôi vậy chút đi xa xa nữa đừng đi gần nhau. Ok. Xa xa nè, nè. Đừng đừng đừng. Nói cho tôi dễ hả? Ai nói cho tôi biết cái này dễ hay khó không vậy?
biết nữa. Ok. Đen xanh, chạy nhanh lên, đen xanh, 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 nè bây giờ mình đi hai bước thôi là mình gần và an toàn nhất á. Đừng có cố gắng đi nhiều, đi nhiều là nó quýnh á. Tôi không biết cô lên này. Đứng yên. Rồi, ok. Đó, vậy đi, vậy là chúng ta cùng nhau thắng đúng không? Ok đúng rồi, bước ba bước thôi nha. Rồi, một này, ba một này, đứng yên. Đứng lại. Đó, được. Cái con này nó đứng nó nhìn mình một hồi mình sợ lắm luôn bạn. Một, hai, ba, đứng yên. Sao mình thấy tôi vậy? Sao vậy? Ê, bị quánh thôi mà, tôi không có tội đâu. Ba này mọi người ơi. Tôi tưởng là mình chiến thắng chứ. Thôi, mọi người phải bình tĩnh. Okay, mình nhúc nhích một cái là nó phát hiện ra liền. Vậy là cái này là mình không có kêu là gì ta, mình chỉ chậm chậm thôi. Vậy vừa vô mình chạy luôn mọi người. Chạy con khỉ, nó đỏ kìa. Ui, nhanh. Ôi, oh my god. Anh bà lý bạch bờ. Nó giả tôi luôn mèo. Trời ơi, ai vừa vô mình đứng yên đi, vừa vô cái hiệp đầu mình đứng yên đi. Okay, mình phải canh được cái thời gian mà nó di chuyển á mọi người ơi. Con này nó ác hẹn luôn á. Con này nguy hiểm quá à. Rồi, bước một bước rồi. Đi. Ok, cái này là tôi nghĩ là nó xong cho mình chơi cái kiểu mà. Quay lại nó chậm kìa. Coi kìa nó ác ghê không. Con này cũng quay qua cái này chạy lên. Ê, cái này chơi hình như chết là chết chậm á. Tại vì nó là một người chết hết. Tại nãy mình chấm dứt đều nhau á chị Bạch. Tại nãy mình tham thời gian quá đó. Chạy nè. Cứ một bước rồi nó quay lại tính quánh mình kìa chị Bạch. Ôi nó có con mắt sau lưng nữa hả, gì á ghê quá à. Bởi mới nói. Chạy nhanh. Chạy. Đi một bước thôi. Chết chết chị Bạch. Oh no. Con tôi sao? Mèo không bị bắt. Tôi đang ở trong người không có hút. Tôi không trong chỗ á. Ôi mèo không bị bắt kìa. What? Đi. Mình đi từng bước thôi. Cái con này nguy hiểm hơn con ba nữa. Bởi vậy. Thôi tha đi, đừng có quanh tôi mà. Anh ơi, em biết lỗi của em rồi, nên cho em đi đích cho nên em sợ anh quá. Thôi đứng lại. Trời ơi, em làm tôi sợ. Tôi thà đi chậm một chút chứ tôi không bao giờ muốn đi nhanh với con này. Mày đừng có bắt. Trời ơi, mày là đèn luôn á. Ê, như con gorilla này nó có bỏ mắt hay gì hả? Em không biết nữa chị Bạch Hai. Trời ơi. Nó nhìn kìa. Đồng mù đừng với chị, đừng với chị, đánh ra với chắc rồi bỏ hồi hộp lên vậy đó. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Nó chạy ra nó kiếm luôn kìa. Tôi về. Yeah. Tôi với mẹ đi hắn điệu nha luôn. Tôi là Queen nè. Chị cũng Queen luôn. Thầy nó đầy. Thầy chứ mà Queen. Giờ tới nghe đời nè mọi người. Mình có nào nâng độ khó lên không? Ôi, mẹo ơi, chị tự đi. Nâng đây, giờ tôi muốn chơi trung bình khó. Ôi, trung bình hả? Trung bình dễ, khó trung bình. Các bạn thấy sao comment phía dưới nha. Cái này anh thấy sợ lắm á. Ê, tôi thấy cái này còn nguy hiểm hơn đèn xanh đèn đỏ thiệt. Cái gì vậy? Mình là con heo. Con heo hả? Ủa, ai chăng ta? Cái lông vàng đó. Trời ơi. Chị Bạch tha nè, ôi chị đó nó quay lại nó làm thịt chị liền kìa. Ê, cái thằng trắng đó chị không thấy nó. Thằng đó là con heo chị Bạch Đa. Nó người heo á chị Bạch Đa. Ồ, cái người heo. Người heo đó là lông vàng nha. Còn nhỏ mà láo. Em thà là ba con heo đơn giản chứ em không muốn chạy nhanh đâu chị Bạch Đa. Thôi chị muốn làm con heo tan mỡ. Ai bị lông lỗ rồi chị Bạch Đa. Trời ơi, mình bị lông lỗ rồi mọi người ơi. Không sao đâu, không sao. Quá đi, đừng lại đi. Rồi, chơi cái này dễ rồi, tôi biết cách chơi rồi mẹ ơi, dễ. Cái này mình đang trung bình dễ đó mọi người. Ủa vậy hả? Chỉ có 1 phút thôi mọi người. Rồi. Tôi quánh tôi rồi. Quánh tôi chị Bạch Đa rồi. Bởi vậy tại tuần cùng đó quánh tôi luôn nữa rồi. Khó quá vậy ta. Bởi vậy. Ây, giờ sao ta? Mình có cách nào mình trốn không ta? Tôi thử tôi trèo qua bên đây nè. Trốn hả? Mẹ luôn nè. Tôi trốn. Cái gì ba? Chơi dân gian quá vậy? Ôi, được không? Được hả? Tôi trèo qua bên này được hết rồi mèo ơi. Có okay. Tôi nè. Mày không bắt mấy hút đâu. Ê, đứng lại. Rồi, bây giờ mong giờ hút. Không, nó không giờ được tôi đâu mèo ơi. Rồi, đụng ra lên. Rồi, 30 giây thôi hả? Thắng rồi đi. Mình chỉ có 1 phút 30 giây thôi đó, làm tôi làm đi. Dùng qua. Cái này mình có bật chế độ tự động không? Tự động là sao chị Bạch Đa? Là tự mình chạy và tự mình đứng á. Đang sợ quá. Chị Bạch Đa ơi, nó tới nó quánh chị liền nè. Ủa, hút chạy nhanh dữ ta. Nhanh chứ sao nhanh mèo. Tại nhờ cái hình cứ đi đừng tắt á. Chị Bạch Đa sẽ giết chó rồi. Bởi vậy. Không sao, mình vẫn còn thời gian, Đừng có nhúc nhích nha, nó mà thấy mình thở ra, mình bắt luôn. Đáng sợ quá. Rồi, nó quay qua nó giảm kìa. Red light, còn có hai mấy giây hay gì vậy? Còn 18 giây nè. Ôi, chạy đại đi. Ôi, bắt đi, tôi bắt á. Ôi, chị Bạch Đa, chị sao rồi? Chị còn sống. Tôi thấy mèo đang đứng kế bên tôi. Chị Bạch Đa, thời gian, mất thời gian. Em có thời gian rồi. Tôi đứng trước cái giặt đất luôn á mèo. Thấy vậy á, tức quá à. Thôi lại một lần nữa
nha. Lần cuối tôi làm con heo. Okay. Tôi sẽ cố gắng thắng. Okay. Đây, nhìn heo hút thắng nè. Nè, nè, okay, nhìn con heo heo lên nè. Hey, đứng lại. Hey. Ui, đáng sợ lắm. Nè, nhìn hút heo thắng nè nghe. Hút heo à, tôi thắng nè. Hai, ba, quay mặt lại. Rồi, đến giờ nè. 1, 2, 3, đứng lại. Ây, đá. Anh ơi, bà anh em anh ơi. Anh ơi, anh ơi, bà anh em anh ơi. Chạy lên luôn. Anh ơi, bà anh em. Chạy lên luôn được. Cái gì bắt lên luôn mấy bạn ơi. Cái con này nó ép thiệt luôn á. Muốn đổi chế độ lại không? Không, mẹ ơi, tôi nghĩ là tôi làm được mẹ ơi. Ok. Mặc dù chế độ khó nhưng mà tôi thể làm được. Ê mà mình vô đây cho tao quýnh, mình không quýnh ta tức quá à. Hay chết mẹ rồi, nó hay chết rồi. Quýnh là gì hết? Ủa quýnh nắp được cả. Rồi, đổi gì? Ủa đời, nó tới công việc. Tới công việc mẹ. À, cho tôi lại đi mọi người ơi. Trời ơi, bây giờ mình nó quýnh chị á nhưng mà nó không thấy chị đâu hết đó. Tại chị này chị biết luôn. Lần này mình nít mà nó thấy luôn mấy bạn ơi, lần này nhất định hút heo sẽ thắng. Nó kiểu như là bạn trốn sao chính tụi. Ê bây giờ ba đứa mình quýnh chung với nhau đi. Thôi nó quýnh một lần là ba đứa luôn á chị Minh Nga. Không, người này giúp chết nó mới quýnh. Ờ kiểu như ba người mà đứng gần nhau nó kiếm ra. Ừ. Ôi chết chị rồi. Đứng chị nè. Đó rồi. Em đứng chết lần này nó quýnh nè, thằng kia chị Minh Nga. Thằng này giúp chết. Rồi em biết cách rồi, em biết cách rồi chị Minh Nga. Chơi trong mình khó lại đi nha mọi người. Thôi chơi chế độ giữa. Chế độ dễ đi, trời ơi cái con này tôi thấy tôi chơi không có được đâu. Được, con này hồi nãy tôi mém thắng luôn á mèo. Okay. Rồi tu vô nè mày ơi. Tao là đồng lòi với mày nè, đừng có quýnh tao nữa. Đúng rồi. Đó, bây giờ là tôi thà hết thời gian chứ không để đánh tôi. Tôi sẽ là một con heo trên cái mặt rồi nó thấy tôi giống nhất rồi đúng không? Đó. Chạy. Chạy. Ê con này nhanh quá hả? Nó xoay nhanh ghê. Ê, nó quýnh vào bánh đa xong. Cứu tôi chơi. Mèo thấy gì ta? Chạy đi. Ê, nó nói là tôi không được ăn gian kìa. Nó ăn gian thì đúng rồi. Tại. Trời ơi, làm tôi chạy quá trời chạy luôn. Trời. Ác thiệt luôn á mèo. Ủa cái trò này công nhận khó thiệt, không có như chị Bích Đa hát đây ăn gian. Trời ơi, kêu nó ra đi để chị chăm cho. Đừng hát tắm. Thôi, bây giờ là em Hà sẽ đi từ từ chị Bích Đa. Đi từ từ là chúng ta còn sống. Còn nếu mà chúng ta chạy nhanh là chúng ta sẽ ngậm với chị Bích Đa. Không, lần nào chị cũng nghe nói vậy hết nhưng mà lần nào chị cũng ngậm hết á. Ok nè, lần này em đi lại. Được 2 lần. Đó, chúng ta về từ từ còn 1 phút 25 giây là mọi người. Rồi, green light. Ôi. Ôi trời ơi. Thấy trước mặt luôn rồi chị Bích Đa. Ôi thật là tội nghiệp cho chị Bích Đa. Anh ơi, thời gian là vàng là bạc, anh về chỗ đi anh. Mắc cười quá anh ơi. Ê mọi người trả thù con heo đó cho chị nha. Cái thằng này nó chơi nó chạy ra mà còn đi thời gian với mẹo. Nó đừng có nó cho mình mất thời gian á. Con này ăn gian ghê luôn. Ôi con này ăn gian ghê luôn á. Để tôi thắng nó chồng coi. Ôi ui là ba mấy giây nữa mẹo ơi. Ba mấy giây tôi về được. Để sao là nó không có quay vô quay lại liền là tôi về được. Đó, tôi sẽ thắng chồng coi. Mình phải lấy lại danh dự cho chị nha. Dùng quá để nó ăn gian. 15 giây nữa. 12 giây nữa. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Lại đi. Ê mình đổi phong thủy đi. Đổi phong thủy đi. Qua bên đi. Qua bên kia đi, qua bên đi. Qua bên đi ăn đi. Đó. Ê, qua bên kia đi mẹ nè. Ê, chị gái chị nghĩ là chạy nhanh á. Chạy nhanh. Ok. Quánh. Wow. Trời. Xong rồi con làm cái tới rồi chị Bích Đa ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đừng có đánh tôi, đồng ơi là đồng, tôi không có tội đâu đồng. Rồi, sao? Dỗ cho mặt tôi luôn rồi mèo ơi. Rồi. Ê, lại đi. Vô, làm lại nha. Ok vô. Luôn. Ê, hồi nãy chị chạy ngược lại mất, không có đánh chị được. Chị chạy ra. Ê, biết rồi, nữa mình mua, mình lỡ, mình giống nhất, mình chạy ngược vậy mất. Rồi. Á, chạy rồi. Chạy. Tự nó chạy gì đó là an toàn rồi chứ. Không là trời. Thôi bây giờ chơi đàng hoàng nè mọi người ơi. Ừ nãy giờ chị chơi đàng hoàng không á. Đừng có dắt cái hố nè, dắt cái hố là nó bị lọt giò nó té. Không có té, nó chậm hơn. Trời, nhanh quá hả? Dạ. Tôi chưa nhúc nhích tôi biết mà nó tôn mà. Ôi chơi kỳ quá. Rồi xong nhìn tôi thắng nó luôn nè, một mình tôi thôi. Cố lên, ông thắng rồi có được không? Rồi xong rồi, tôi nhích tôi, nhích tôi dòm trái là nó bắt tôi luôn. Vô đai rồi. Tôi chỉ cần lắc cái thôi là nó bắt tôi luôn. Trời, đây không được dòm nha bạn. Chơi, đèo xanh đèo đỏ đâu có nhiều chuyện bạn ơi. Đúng rồi. Tôi liếc cả thôi bắt tôi luôn á. Đừng có chơi mà khèo móc rồi này kia. Bước một bước thôi đi kia. Một bước thôi. Đó. Đó, nó tới liền. Rồi, rắn lai rồi đó, nhìn đi. Đây chơi, nó chơi quạt cánh được không? Mình quạt cái nó không chịu. Ừ, đứng lại luôn. Ôi, sao lần này lâu quay lưỡi quá vậy? Ê, không nên quay lại. Giờ là chạy nhảy luôn nha. Ok, chạy nhảy thôi. Kéo hết gà phải không? Vậy đó, đứng lại. Em nó ngủ lâu rồi hả? Ủa con này hồi bắt tôi. Nãy nó bắt tôi tận sau luôn kìa mèo. Ủa, vậy luôn hả? Đồ đê tiện. Tôi chị Bích Đa đang ở trong này nè, chờ tôi chị Bích Đa xíu đi. Thì nó đang đập cánh kìa, chạy đại đi. Rồi xong. Chạy. Lại nè mọi người ơi. Tức quá à, mình đổi phong thủy cũng có vẻ như phong thủy không được tốt lắm.
Chị thấy là con heo sướng hơn là con chị chạy rồi. Thôi là con heo của bạn đó. Rồi chị bị lên đường rồi, thôi chị dọn đây chị trốn đi. Chị Panda đẫm rồi mấy bạn ơi, bỏ chạy nha. Rồi rồi, rồi là rồi bây giờ chỗ đi, con đứng có đập cánh hết thời gian rồi. Cái con này thì chứ lẹ đi anh ơi, thì khổ quá. Nó kiếm chuyện với mình hả vậy thôi. Nó chơi nó câu giờ kêu mẹ không? Nó kiếm chuyện với Trân Giang. Đừng có nói nó là rộng với Trân Giang nha. Ủa đó giác chị Panda đúng trời. Đó rồi, thấy anh Giang chị Panda nữa đó. Bởi mới nói. Dạ, nó đang kiếm nữa kìa, mẹ có giống nhất không? Không, không. Không có giống nhất đâu anh ơi, quay lên đi. Ui, con này ba hồi lâu ba hồi chậm ta. Tụi không biết luôn nè. Chuyện như nó đánh lạc hướng mình. Ê, đó. Ê, nó tới 3 phút lần hả? Ui. Ê, chết tôi rồi. Ui, hên quá, tụi còn sống hết rồi. À. Rồi, tôi thấy bạn thăng thiên rồi. Rồi. Nó cho tôi thăng thiên theo bạn luôn rồi bạn ơi. Tôi biết rồi, tôi đã nắm được lý lịch hoạt động của con này là cứ đi theo tôi. Phải không? Cứ tin tưởng của tôi. Nè, bây giờ là vừa nhích lên 2 bước là ngưng lại liền, ngưng lại liền. Ê, trời. Thấy chưa đó. Chị Panda ra nghe, chị Panda chạy lên chỗ khác nha, không có chơi đến gần nha. Đến gần chỗ đó chết em nha, em không. Ê, mày chị té thôi, chị chạy lên đây luôn. Chạy lên luôn, chạy lên. Nói trời ơi. Thôi tự nhiên nhất thôi đời. Anh về chỗ đi anh ơi, rồi nè. Cái này là hút chạy xa, chạy lâu được nha. Đây, cứ chạy theo tôi. Đố mèo chứ con rồng này là rồng đực hay rồng cái. Thôi. Rồi, chạy luôn. Chị xạo rồi mèo, chị quánh mèo này mèo nó xạo lên lượt. Cứ nghĩ coi, tôi sẽ lo chuyện này. Quà cha. Tôi chạy về trước con rồng mày hết đây. Ô là trời ơi, tôi chết rồi. Thôi né ra đi, đứng gần nha mọi người ơi. Ê, mình có nên đỡ phong thủy nữa không? Không, chị qua đây, chị qua góc nha, chị đỡ phong thủy. Qua góc chị đứng. Qua góc đứng đây chứ. Bả qua góc mà bả chưa nhúc nhích nên bả chưa đi nữa mà. Sao dám đi? Đó, đó, đó. Giờ tôi hà bước 2 bước mà tôi đứng lại. Mình đúng có tới 3 phút là bước 2 bước hay đứng lại là được rồi. Hàm đây, hàm đi quá, hàm đi quá là chết. Mình có tới 3 phút rồng gà. Tính đó. Đồ con rồng gà. Đồ con rồng gà, tôi thấy bà Panda chết rồi. Chị gà cũng chị thấy hết rồi. Rồi, chị Panda đâu bị bắt rồi. Chị chửi đồ con rồng gà hả chị Panda? Mình còn 4 phút cho chuyến hành trình này. Không có nhúc nhích đâu bà ơi. Phải chi được 4 tiếng đồng hồ ấy, mình đi một bước thôi. Ừ, đúng, nó cho mèo tí đồng hồ. Rồi, xong mèo, mèo rồi, rồi xong mèo rồi. Em lo nhiều chuyện cho chị Panda. Đồng ơi, tôi nhúc nhích nha đồng ơi. Tôi nhúc nhích, tôi nhúc nhích. Em lo nhiều chuyện cho chị rồi, em không thấy được, nó đang reply. Trời, buồn quá à. Ừ, tôi còn đây nè mèo. Trời, cái gì mà vừa riêng xong rét liền vậy? Thôi, bởi vậy mà. Ví dụ đó, tôi thấy không? Nó suy nghĩ như một con chó vậy đó. Con chó nó không có biết bắt, chị Panda có con rồng biết bắt thôi. Ôi, mắc mớ gì đó, suy nghĩ giống con đó chị Panda. Con chó nó thông minh, biết không? Panda nó chứng minh là con chó nó thông minh đó. Chị đang khen nó thông minh đó. Ủa, tính này nãy giờ tụi mình chết là tụi mình hơi bị ngu quá chị Panda. Vậy là chị chết bởi một con chó. Vậy là mình suy nghĩ không bằng một chị con chó luôn. Đổi lại. Mình như là một con heo hồi nãy á. Mình là... Ê! Sắp bắn rồi. Đổi bằng thủy đi mèo ơi. Đổi bằng thủy liền. Qua chơi với con Quy Lâm đi. Tức nó dữ lắm rồi. Thôi chơi với con heo đi. Ờ lại heo nữa hả? Ọc 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 ọc. Mình làm heo là mình sống. Chị đổi phong thủy nha. Chị sẽ qua đây chị làm heo quay. Ê! 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 Bà tính dụ cho mình chết cái mèo. Sao chị không vậy đó là ba luôn. Rồi cái con kia đi về chỗ. Khổ quá. Nó đi nhanh lắm rồi, tội nghiệp nó đừng la. Hồi đó đi đường về nó rối á. Thôi đứng lại đi Hút ơi. Giờ chúng ta hãy tay trong tay dắt nhau về đích nè Hút. Thấy mèo tôi lại giúp dích nè mèo. Chắc không? Chắc. Nhưng mà nó không thấy. Nó không thấy. Nó mù rồi mèo. Ui đây. Đó ba mèo là mèo lên cục mèo đứng luôn. Cái con này nó ăn gian lắm. Chị Panda ơi, hãy cắn lỗ tai đi chung với nhau đi. Rồi. Ông tôi lại tôi tính ăn gian đó mà nó thấy tôi là mèo ơi. Ông à, hồi nãy thấy ăn gian được tính ăn gian nữa hả? Người ta nói ăn gian là qua bạn thua mạc đó. Trời mới nói. Bởi chị đâu khi nào chơi ăn gian đâu. Có được ông có cần tôi giải đích cái trò này cho cái phần bên này cho không? Mèo giải đích được thì mèo cứ giải đích. Tôi tin là mèo không làm được đâu. Không, tôi còn tận 3 phút. Ui là nhưng trời. Mà nó sẽ bắt được mèo thôi. Mắc cười quá. Nè, giờ mèo, mèo sẽ rồi. Chết. Giờ tôi khô mà tôi còn 2 phút 47 giây lận bạn ơi. Nãy tôi giải đích được con gô lâm rồi, mèo giải đích con này đi. Cưng mà giải đích con này là cưng sẽ được làm vua heo đó mèo. Ủa sao nghe cái mít về ta? Ráng lên đi, chị sẽ xưng phong. Gì xưng phong cái làm vua heo rồi. Vua heo, vua heo. Mèo vua heo. Cưng chuẩn bị làm vua. Lại đi mọi người ơi. Được rồi, chức vụ vua heo là chị sẽ đảm nhận. Nếu như cần chê. Em đợi cho chị á chị Panda. Thôi mà Panda mới đi đâu góc đó vậy? Thôi chị đổi phong thủy rồi đừng lừa gần chị. Lừa gần chứ. Rồi xong, mà Panda đã phong thủy nó kiếm đồ ra lại. Chạy đi, cứu hết. Chị tính gian gian nha chị Panda. Chị tính gian gian. Chị tính giết em. Chị có khi nào ăn gian ai đâu. Dừng lại, còn 4 phút là...
quán cà quán cà chua trì ấy ấy trù trù rồi còn có trì dây nữa thôi đó nha. 3 giây 3 phút là trì trì ấy trì trì xích. Dạ có cho gần đó. Em hút đang thở không nổi đây chị ngồi. Đang nín thở rồi chị Panda. Chị cổ giật uống cho. Đó còn là tri. Ôi rung quá. Tri quan. Thật là rung. Ờ gì vậy? Hồi chứ. Ba ơi, cái bắt tôi rồi. Rung quá. Ok, lần này tôi nhất định nghiêm túc với nó luôn mèo, tôi nhất định thắng luôn mèo. Ok, sai thắng. Sai gì vậy ba? Chị Panda sẽ được làm vua heo. À, chị đổi phong thủy rồi, chị qua tay phải nè. Giờ tính thở từng giây luôn nha. Ôi, cái gì chạy chưa vậy hết? Ôi, cái coi này nè. Ôi, cần chị làm lại đi, làm lại. Dàn, chị vô đây chị đổ quá. Chị đã phong thủy. Chị không cần, chị không cần cái gì hèn hạ hơn hết chị Panda. Cái con nó gian quá mèo ơi. Ôi đó. Mèo lại đi mèo ơi. Lại đi mày ơi. Để đổi phong thủy nha. Ừ lại đi. Đổi phong thủy qua rồng đi. Thôi làm heo lên lần nữa chị tức quá à. Không, chị không được làm vô heo. Chị đang làm đi chị Panda. Em đi làm Enderman. Chị muốn làm con heo. Bây giờ em muốn làm chân dài da đen rồi. Chị để em làm chân dài da đen. Thấy không, trận này qua đây là chị còn sống được nè chị Panda. Ừ. Chị còn bước được mấy. Chị dạy thằng đó gian. Ai em gian? Hồi nãy chị bước đi hỏi nó mém cắn chị đó. Giờ cái nó chơi nó cái gì? Nó vàng á. Ủa không chị Panda? Chị còn thật mà đi chị đi chị. Ừ chị đi cái khúc đó nó thấy rồi. Cái nó bị nhảy qua bên kia. Vậy là chị xui. Chị tính vô làm thế giới của loài rồng à. Con rồng vừa xoay đầu là mình đi đi hết. Không, mình đi nó bắt mình liền á. Bởi vậy mình hả? Nói vừa xoay đầu mình đi nó bắt mình liền á. Vậy hả? Ừ. Nãy giờ tôi thấy nó vừa xoay đầu của tôi đi. Trời nó ngập rồi sao không luôn. Rồi tại cái lỗ. Thôi chưa tôi nói vừa xoay đầu là nó bắt mình liền đó. Mình vừa ngồi xuống. Đại. Tại cái lỗ á. Cái lỗ làm cho tôi bị cạp chân. Khổ quá. Bởi vì mình phải né cái lỗ nữa. Dù đại. Từ nhắm con đường nè, không có lỗ này. Rồi chị đi đường dừa nha, đừng ngay kẹt. Tôi có con đường không lỗ rồi. Rồi, đường này. Đừng ngay lỗ đó nó bắt á. Đừng có ai á kiều móc chị hết nha. Ê cái này á chơi đâu được ăn gian đâu. Chỉ có mấy con trăng mới ăn gian mà được thôi. Bởi mấy con trăng siêu ăn gian luôn. Cái ăn gian hơn chị Panda nè. Làm chị giác đồ thì quá trời, tính là kiều móc chơi. Cái gì vậy? Vậy, rồi. Rồi luôn, có vừa xoay đầu á. Nắm bơ vừa hẹp đàn. Mèo đã được làm vua rồng. Mèo đã được lui về hậu cung rồi mèo ơi. À, em được là em được chọn làm phi rồi em vô hậu cung đi. Cứ thể lui vào hậu cung đi. Rồi. Chạy chạy. Bỏ chạy hết. Cưng đừng có chơi bỏ chị em hết ơi. Đừng có bỏ chạy. Em còn sống thì chị Panda ơi. Nó cái đuôi nó quèo quèo cái chân nhộp nhúc nhích. Em không nhúc nhích đâu chị Panda ơi. Cắn cái đuôi nó hết. Kéo cái đuôi vô cắn nó nè. Tôi chỉ hắn tới nơi rồi. Còn hắn hắn thằng này đi đừng mình lãnh tiền mình về hết rồi. Tôi dứt cái đâu bắt được tôi đâu mè. Đợi đi. Ôi. Ôi. Mình đáng sợ. Cái gian gian á mè. Vào cái chơi bánh trại đó mè. Đi đi. Thì dậy đó. Thôi thôi được rồi đứng rồi đứng rồi đứng rồi. Em biết đó rồi chị Panda. Em biết cái lỗ. Không có đường đó đi thẳng lên đâu có lỗ đâu. Em đi qua cái lỗ chị. Có cái lỗ trước mặt. Kìa. Ôi. Chị thấy hết chưa. Giờ cứ đi thẳng đi. Cứ đi thẳng đi. Chỗ này trong góc à. Đó thấy không. Ok. Rồi chạy rồi. Đứng. Ôi. Dán đứng đây. Nó sợ mình lên lấy trứng của nó đó chị Panda. Nó sợ mất cái trái trứng của nó trên đó cho nên là nó ráng bắt mình á. Nhưng mà trứng dù vậy thì có đẻ nữa cũng được vậy. Còn 2-3 phút nữa cứ yên tâm đi đi một tiếp. Một phút bốn mấy giây nữa nè. Chạy lên đi. Rồi đứng lại đi lại. Ôi. Vậy đỡ được đứng làm chuyện nhéo nhéo. Đừng có nhúc nhích. Ôi. Rồi lên. Đứng. Tôi sẽ phản rồi các bạn ơi. Tôi sẽ phản rồi. Ê lẹ đi có chừng. Kìa. Rồi đứng lại đi. Ôi. Còn hai lần đi nữa, hai lần nhích nữa, không biết còn bao nhiêu giây nữa. Làm 17 giây nữa mèo ơi. Đi, đứng lại. Ôi. Con rồng này chơi đàng hoàng lắm á, tôi thấy không? Lúc nó ụp mặt vô là nó cũng im re luôn đó. Vậy hả? Ờ, nó chạy lên luôn, chạy lên luôn. Rồi xong mấy bạn ơi, vậy là mình chỉ thắng được con rồng với lại con golem thôi mấy bạn. Còn chị Panda là vua heo nha mấy bạn. Gì vậy? Chị Panda bắt buộc phải ở lại đây chiến thắng con heo. Chị Panda chị có thắng đâu. Nhất định là chị Panda phải chiến thắng được con heo. Mọi người comment đi mọi người. Nếu mọi người comment nhiều thì mình sẽ like phim mình chơi này cho mọi người xem nha. Đúng rồi, bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người. Bye bye, bye. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.